Tổng thống đương nhiệm Mỹ Donald Trump hôm qua đã chủ trì buổi lễ xá tội cho hai chú gà Tây được tổ chức tại Nhà Trắng, chính thức khởi động mùa lễ tạ ơn truyền thống. Dù đại dịch COVID-19 đã phần nào phá vỡ sự sôi động thường thấy, song không vì thế mà dịp lễ tạ ơn và cả những ngày hội cuối năm ở Mỹ mất đi ý nghĩa và cả sự đặc biệt của nó. Dù theo cách này hay cách khác, đây vẫn là dịp để người dân Mỹ sum họp gia đình và nghĩ tới những điều tốt đẹp. Tại khuôn viên Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đọc lời ân xá cho chú gà Tây có tên là Ngô. Đây là một trong hai chú gà Tây may mắn nhất trong năm. May mắn không chỉ bởi hai chú không bị đưa lên bàn tiệc, mà còn được trải nghiệm một hành trình thú vị từ quê hương của mình lên thủ đô Washington và được nghỉ ngơi tại một khách sạn 5 sao trước khi bước vào Nhà Trắng. Đây cũng là sự kiện mở màn cho mùa lễ tạ ơn. Tại Mỹ, lễ tạ ơn thường được tổ chức vào ngày thứ 5 thứ 4 của tháng 11. Với ý nghĩa ban đầu là mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã giúp cuộc sống no đủ và an lành, lễ tạ ơn đã dần trở thành một ngày truyền thống dành cho gia đình bạn bè sum họp bên nhau trong một bữa ăn đặc biệt, những chuyến đi du lịch hay về thăm gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều người dân Mỹ phải đón lễ tạ ơn theo một cách rất khác. Vẫn có mặt tại sân bay LaGuardia ở thành phố New York để về thăm gia đình ở Texas, song chị Daliza Rodriguez, một giáo viên 33 tuổi, phải thực hiện thêm rất nhiều bước kiểm tra an ninh và sức khỏe, như xếp hàng trước những hàng rào bằng kính cường lực phía trước các trạm kiểm tra thông tin cá nhân, các chốt kiểm tra virus nhanh bên trong nhà ga. Chúng tôi biết mình đang mạo hiểm, nhưng chúng tôi muốn gặp gia đình, bởi đã rất lâu rồi chúng tôi không gặp họ. Chúng tôi muốn gặp gỡ người thân và nghỉ ngơi bên gia đình. Trong khi đó, nhiều người lại chọn ở nhà, thưởng thức bữa ăn tối đặc biệt với người thân. Anh Samuel Bass, 43 tuổi, một nhà thiết kế trò chơi điện tử, ban đầu dự định dành lễ tạ ơn bên bạn bè. Tuy nhiên, với sự gia tăng chóng mặt số ca mắc COVID-19 tại các bệnh viện ở Mỹ, anh đã thay đổi ý định. Với sự gia tăng đột biến số ca mắc COVID-19, chúng tôi đã quyết định hủy bỏ kế hoạch. Chúng ta nên làm điều gì có ích như gặp gỡ với bạn bè qua Zoom, ăn một bữa thật ngon với gia đình. Đại dịch COVID-19 đã định hình lại cách chúng ta sử dụng ngôi nhà của mình. Trong khi nhiều người cảm thấy thoải mái khi những cuộc gặp mặt, tụ họp bị hủy bỏ hoàn toàn, một số khác nhanh chóng tìm cách mới để có thể giữ kết nối với bạn bè và các mối quan hệ trong thời gian giãn cách xã hội. Dù theo cách này hay cách khác, đây vẫn là dịp để người dân Mỹ sum họp gia đình và nghĩ tới những điều tốt đẹp.